Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Những nội dung chính sẽ phát trong chương trình này: Hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở xã thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, chỉ thị 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 5 năm thực hiện nghị quyết 290 của Bộ Chính trị. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội nông dân huyện. Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc chuẩn bị giống cây trồng cho công tác trồng rừng vụ thu năm 2015. Tin về các hoạt động khác. Sau đây là nội dung chương trình. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở xã thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 5 năm thực hiện nghị quyết 290 của Bộ Chính trị. Dự tại hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Kim Trung Bích, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Phúc Thành, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Về phía huyện có đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, khai mạc và chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo các xã thị trấn trong huyện về tham dự hội nghị đông đủ. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, giành được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ năm 2010 đến 2014, các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên tất cả các lĩnh vực đạt khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 ước đạt 11,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản giảm từ 48,8% năm 2010 xuống còn 42,1% năm 2015. Ngành công nghiệp xây dựng từ 13,2% năm 2010 tăng 16,5% năm 2015. Dịch vụ thương mại tăng từ 38,1% năm 2010 tăng 41,4% năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 64.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng thịt các loại ước đạt là 12.000 tấn, trồng rừng tập trung đạt 4.484 ha, vượt 9,2% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng năm 2015. Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá giai đoạn 2011-2015, ước đạt 23,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 đạt 315 tỷ đồng. Xuất khẩu tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2011-2015 ước đạt 23,6%. Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước đạt 5,9 triệu USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21,8 triệu đồng trên năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những đóng góp ý kiến về công tác xây dựng cơ sở xã thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Thành, Phó Ban dân vận tỉnh ủy và đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng cơ sở xã thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, các đồng chí đề nghị củng cố hơn nữa ban chỉ đạo ở cơ sở, tiếp tục quán triệt đảm bảo an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng nông thôn mới, xây dựng tốt các cụm an ninh quốc phòng, các quy chế hoạt động của ban chấp hành chi bộ, đảng bộ cơ sở, nắm chắc tình hình ở cơ sở, giải quyết các khiếu nại tập trung đủ đảm bảo lực lượng dân quân tự vệ, tăng cường hơn nữa công tác dân vận, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm phát triển kinh tế xã hội huyện nhà. Nhân dịp này, huyện Ngọc Lặc đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã thị trấn vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện chương trình công tác hội, sáng ngày 29 tháng 6, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, sơ kết 3 năm thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ nông dân giai đoạn 2013-2020. Sự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Phạm Văn Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban dân vận huyện ủy. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, các tổ chức đoàn thể và Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Nông dân các xã thị trấn về dự hội nghị.
Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã đánh giá đúng mức kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong 6 tháng qua. Giai cấp nông dân huyện nhà đã hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tích cực hăng say lao động sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng, xây dựng các trang trại, gia trại theo hướng đa cây, đa con, đa ngành nghề và mở rộng đầu tư kinh doanh. Đặc biệt thực hiện chỉ thị số 36 của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa 22 về 3 cơ cấu thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, chăn nuôi, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và mang lại hiệu quả kinh tế, và chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Huyện ủy tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Toàn huyện có 6.482 hộ nông dân đăng ký hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, đồng thời xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đến nay, tổng số tiền hỗ trợ nông dân toàn huyện là 950 triệu đồng, trong đó tập trung vào các nội dung đó là hỗ trợ hộ nông dân vay thực hiện dự án nuôi bò, nuôi trâu, đã giúp hội viên nông dân có vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa nghèo và đang vươn lên thoát nghèo bền vững, đã tạo sự gắn kết quyền lợi hội viên với tổ chức hội nông dân. Phát biểu ghi nhận hoạt động của Hội Nông dân huyện nhà trong 6 tháng qua, đồng chí Vũ Tiến Dũng, trưởng ban tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Phạm Văn Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy, đã đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ hội cơ sở đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thu hút hội viên nông dân tham gia sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng đảng bộ đưa kinh tế xã hội huyện nhà phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nông dân nâng cao. Đồng thời, các đồng chí mong rằng hội tiếp tục xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng, tiếp tục thực hiện chỉ thị 29 và 36 của huyện, tổ chức cho nông dân được tiếp cận vốn đầu tư, kinh doanh và tổ chức sản xuất vụ mùa gắn với phong trào thi đua yêu nước. Thưa quý vị và các bạn, lập thành tích chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ phố Lê Thánh Tông, thị trấn Ngọc Lặc vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây là đơn vị làm điểm của Hội Phụ nữ thị trấn Ngọc Lặc. Dự tại lễ ra mắt có đồng chí Lê Xuân Hoàn, Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ngọc Lặc. Tham dự tại buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo thị trấn Ngọc Lặc cùng đông đủ bà con nhân dân phố Lê Thánh Tông. Trước khi bước vào buổi lễ, các quý vị đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ của phố Lê Thánh Tông thể hiện tình yêu cuộc sống và gia đình. Tại buổi lễ đã thông qua quyết định thành lập câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, ban chủ nhiệm và các thành viên tham gia, quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tập hợp đông đảo phụ nữ và các thành viên trong gia đình tham gia sinh hoạt, qua đó bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình về pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con theo khoa học, tổ chức cuộc sống gia đình nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Câu lạc bộ xây dựng hạnh phúc gia đình của Chi hội Phụ nữ phố Lê Thánh Tông sẽ là tiền đề để Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn nhân ra diện rộng trên địa bàn trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý khác. Để chuẩn bị tốt cho công tác cung ứng giống cho các huyện miền núi trong công tác trồng rừng vụ thu năm 2015 và vụ xuân năm 2016, công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc đã và đang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ươm giống đạt kết quả tốt. Những ngày này, công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc đã và đang tập trung mọi điều kiện tốt nhất để chuẩn bị trồng rừng vụ thu năm 2015. Công ty có kế hoạch trồng 200 ha rừng sản xuất, gieo ươm 30 vạn cây giống để phục vụ cho công tác trồng rừng của công ty và cung cấp cho các huyện trên địa bàn. Ngay từ những ngày này, công ty đã chuẩn bị tốt các nguồn giống, đất làm bầu, túi bầu, phân bón và các vật tư phục vụ cho gieo ươm cây giống, tập huấn kỹ thuật gieo ươm, đóng bầu cho công nhân nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Công ty đã tiến hành gieo ươm được trên 30 vạn cây giống các loại, trong đó chủ yếu là cây keo hạt, cây lát và một số giống cây khác, đạt 103% kế hoạch đề ra. Công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đang được quan tâm để cây giống lâm nghiệp sinh trưởng phát triển tốt, phục vụ trồng rừng đúng thời vụ. Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc đang quản lý diện tích đất lâm nghiệp thuộc 11 huyện miền núi của tỉnh. Để nâng cao chất lượng cây giống và hiệu quả sản xuất kinh doanh rừng, những năm qua công ty luôn đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để mở rộng quy mô diện tích sản xuất cây giống lâm nghiệp, đảm bảo cây phục vụ đầy đủ, kịp thời cho công tác trồng rừng của đơn vị và nhân dân các huyện trên địa bàn.
Theo kế hoạch vụ thu mùa năm nay, xã Minh Sơn sẽ gieo cấy 302 ha lúa mùa, trong đó diện tích lúa lai là 77 ha. Bước vào sản xuất vụ thu mùa, xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất đến các đồng chí bí thư và trưởng thôn trong xã, đồng thời yêu cầu các thôn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, bước vào đầu vụ khó khăn trong chỉ đạo sản xuất của xã, đó là tình trạng hạn tại một số thôn dẫn đến kế hoạch sản xuất bị thay đổi. Với quyết tâm và mục tiêu chỉ đạo không bỏ đất trống, Đảng ủy xã đã chỉ đạo ủy ban cần xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế. Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cán bộ phụ trách thôn chỉ đạo sản xuất, làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân thực hiện công tác sản xuất theo nông lịch, khắc phục hạn, tranh thủ các nguồn nước để gieo cấy và giải phóng đất. Do vậy, đến thời điểm này, xã Minh Sơn đã gieo cấy đạt 98,5% diện tích. Đối với một số diện tích còn lại bị hạn, xã đang chỉ đạo một là chờ điều kiện thời tiết có nước thì gieo cấy, tuy nhiên trong khung thời vụ quy định, hai là sẽ chỉ đạo chuyển đổi trồng cây màu khác. Trong sản xuất nông nghiệp, Minh Tiến là xã gặp nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên trong những năm gần đây, trong công tác chỉ đạo sản xuất, xã đã xây dựng phương án và chỉ đạo để hạn chế tình trạng trên. Bước vào sản xuất vụ thu mùa năm 2015, Minh Tiến đã xây dựng phương án sản xuất và triển khai đến các thôn, phân công cán bộ chỉ đạo xuống cơ sở để nắm bắt thông tin có hướng chỉ đạo hiệu quả. Xã chỉ đạo nhân dân tranh thủ có nước đến đâu là giải phóng đất và gieo cấy đến đấy. Bên cạnh đó, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng theo tình hình điều kiện của từng thôn, đặc biệt đối với các diện tích hạn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự chỉ đạo cụ thể, đến ngày 26 tháng 6 đã gieo cấy được 190 ha. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.